Gia vị Việt Nam có ưu thế rất lớn, rất là đa dạng, rất là phong phú và tiện lợi. Đấy là cái thế mạnh của gia vị Việt Nam. Việt Nam ấy là có truyền thống về ẩm thực. Hiện nay các món ăn của Việt Nam đã rất phổ biến thế giới, từ phở, từ bún chả, từ bánh mì, và đi kèm với các món ăn là gia vị. Để tạo ra những món ngon thì phải có những gia vị ngon. Tôi có 30 năm học và làm việc ở Ba Lan. Thì trong cái thời gian ở Ba Lan thì tôi tất nhiên phải đi chợ, phải vào các siêu thị. Mà hồi đó thì để tìm được cái gia vị Việt Nam thì rất là khó. Tôi phải đi xe mấy trăm cây số lên những khu vực mà người Việt Nam sống để mua như lọ cà pháo, chai nước mắm hay những gia vị khác. Hồi đấy là mong một ngày nào mình vào siêu thị của Ba Lan và mình mua được cái gia vị Việt Nam. Giấc mơ ngày đó của ông Nguyễn Trung Dũng đang dần trở thành hiện thực khi gia vị Việt Nam bắt đầu được xuất khẩu sang một số thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trở về Việt Nam khi đã ngoài 50 tuổi, những chuyến đi đến các vùng miền đã đem tới cho ông những ý tưởng, những chất liệu tuyệt vời để khởi nghiệp với gia vị Việt Nam, hiện thực hóa ước mơ thương hiệu Việt của mình. Mình đi công tác các vùng miền, mình thấy có rất nhiều loại gia vị địa phương, có rất nhiều loại thảo mộc. Vì yếu tố địa lý, Việt Nam trải dài từ Hà Giang tới mũi Cà Mau, mỗi vùng có một khí hậu khác nhau và nó tạo ra những cái gia vị khác nhau. Ngoài ra, Việt Nam còn có giao thoa văn hóa của rất nhiều dân tộc, thì nó tạo ra những cái loại gia vị cực kỳ phong phú. Có lần đi công tác đi qua Tây Ninh, tôi rất ngạc nhiên là Tây Ninh là cái vùng không có biển nhưng lại có cái muối rất đặc biệt, phải dùng đến những loại ớt, tiêu, sả. Đấy là cái sáng tạo của người Việt Nam dựa trên những nguyên liệu trồng được ở từng vùng miền. Và khi khởi nghiệp lần thứ tư năm 2012 thì tôi nghĩ là tại sao mình không làm gia vị, vì nguyên liệu Việt Nam rất là nhiều, ẩm thực Việt Nam rất là phong phú và không chỉ phát triển để đưa ra đến người tiêu dùng trong nước và sau này ta có thể đưa ra nước ngoài. Tôi có một chút tự hào nhỏ là hiện nay cái muối Tây Ninh thì có mặt ở tất cả các cửa hàng siêu thị, tạp hóa. Cách đây 10 năm thì chỉ mua được ở qua mạng hoặc là ai đi qua Tây Ninh mua. Hương vị dân dã, tự nhiên từ những miền quê Việt Nam khi ra thế giới đã gây được ấn tượng bởi những sự kết hợp tinh tế, yếu tố cân bằng. Các loại sốt chấm, muối chấm, gia vị tẩm ướp, nêm nếm đa dạng, không chỉ được sử dụng trong các món ăn truyền thống mà còn được dùng để sáng tạo ra các món ăn pha trộn Á-Âu của các đầu bếp hiện đại, tạo nên những phong vị mới lạ, hấp dẫn. Gia vị Việt Nam rất là tinh tế. Ví dụ như phở, ta phải dùng đến như hồi quế thảo quả. Có những gia vị mà của miền Tây Bắc như chầm chéo, phải dùng đến những gia vị như hạt dồi, mắc mặt. Gia vị truyền thống thì chủ yếu do các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, họ dùng phương pháp thủ công. Và chính vì thế chúng tôi nhìn thấy cơ hội có thể đưa máy móc, đưa khoa học công nghệ vào, nâng được năng suất, nâng được chất lượng lên cao hơn và đáp ứng được những tiêu chí của các nước châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngoài cái chuyện mà mang lại ngoại tệ về cho đất nước, nó mang lại niềm tự hào nữa.